Thưa quý vị, trong cà phê sáng ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ về quê nhưng không phải bằng âm nhạc mà bây giờ sẽ là bằng những màu sắc và những nét vẽ qua những bức tranh của khách mời ngày hôm nay. Xin được giới thiệu anh Đỗ Xuân Tuyển đến từ Bắc Giang. Xin chào anh. Xin chào MC ạ. Cảm giác đây là lần đầu tiên anh Tuyển đến với trường quay của Cà Phê Sáng đúng không? À vâng, nên có một chút hơi lo lắng nào đó. Anh cứ thoải mái đi. Bởi đây là một cái cơ hội mình giao lưu. Lên hình không dễ như lúc vẽ tranh đúng không? Anh có thể giới thiệu về những bức tranh anh mang tới trường quay ngày hôm nay không ạ? Rất nhiều những bức tranh đẹp mà anh đã mang tới. Tôi giới thiệu là đây là bức tranh ngôi nhà cũ của em ngày xưa. À, tức là cái bức đầu tiên kia chính là nhà của anh đấy. Thực ra là nó quá gần gũi. Lan có hình dung là khoảng sân này có cái gọi là chấu, không phải là bó rơm bên cạnh này, rồi phơi thóc đúng không anh? Rồi tiếp theo là vườn rau đúng không? Dạ. Nhà có cái căn bếp ở bên phải kìa. Vâng, bên phải. Vâng. Còn đây là căn bếp của nhà chú ruột em ạ. À. Đi sâu vào ngôi nhà. Ngày Tết đúng không anh, chuẩn bị gói bánh chưng đó. Ngày Tết gói bánh chưng này. Có cả một chú chó ngồi nằm ấm áp một kia. Cún con ngồi đây. Và đây cũng là một căn bếp khác. Vâng. Đây cũng là căn bếp. Và đây em vẽ là cháu ruột của em. Cháu ruột. Lúc em vẽ là cháu được 3 tuổi chứ. Và có bây giờ thì như... cháu đã lớn rồi. Có vẻ như là những cái bức tranh của anh đều bắt nguồn từ chính những người thân trong gia đình. Vâng. Từ chính những khung cảnh rất là gần gũi với mình. Còn bức chuối đằng sau này em vẽ cái bụi chuối ở góc vườn nhà em đấy. Tôi thì quan tâm đến đu đủ đằng ngay màn hình đằng sau kìa. Một cả một cái bùa đu đủ rất là xung xuê. Vâng. Đấy, dân gian rồi cái làng quê mình hiện ra rất là mộc mạc như vậy. Có thể thấy rõ cái đề tài của anh Tuyển là đề tài chính là đề tài là cuộc sống của mình ở quê. Cuộc sống. Anh lựa chọn đề tài này từ điều gì? Từ cái duyên nào? Em thì thực là sinh ra ở một miền quê nên em cũng muốn tìm cái đề tài nào gần nhất với mình. Thì là để em vẽ. Tôi thấy mộc mạc như nhà tranh của anh vậy. Nhưng mà ngoài vẽ những bức tranh về làng quê như thế này thì anh còn khai thác những đề tài nào khác trong những tác phẩm hội họa của mình không? Thường thường thì em chỉ vẽ những cái đề tài nào gần gũi nhất với em thôi. Mà rõ ràng nó là nhà quê rồi, đúng không? Vậy là bao nhiêu năm rồi anh Tuyển nhỉ? Mình đã là vẽ tranh được bao nhiêu năm rồi? Trước thì em học đại học xong thì em ra mở cửa hàng thì như... Bắt đầu em vẽ tranh sáng tác này là từ năm 2022. À, thế cũng mới có một năm nay thôi. Vâng. Thế mở cửa hàng là mở cửa hàng gì? Trước em mở cửa hàng tranh. À, cũng tức là cùng mình cũng vẽ tranh ở quê. Mới viết thư pháp. Này. Làm các cái dịch vụ về tranh ở quê. Ngày xưa là Nam chỉ đi vẽ tranh tường thôi. Chỉ vẽ tranh tường như bắt đầu là năm 2022 thì lúc đấy có dịch thì gần như cả nước bị phong tỏa ấy. Thì là lúc đấy em không đi vẽ trên tường được thì em cứ ở nhà em tìm những bức ảnh mà ngày xưa em chụp không em vẽ lại. Thời gian rảnh rỗi thì em cứ đăng lên trên các hội nhóm trên Facebook ấy. Thì là này từ tình cờ lại được nhiều người thích, không lại nhiều người có nhu cầu bảo vẽ. Như vậy Lan ạ, từ một cái mưu sinh về bạn làm hội họa là một cái mưu sinh. Hồi đầu là vẽ rồi, tranh tường anh ạ. Đấy, mà các dịch vụ về tranh làm khung ấy. Thế mà cuối cùng thành một nghệ sĩ vẽ tranh mới chỉ hơn năm nay thôi, đúng không? Thế hơn một năm qua thì anh sáng tác được ở khoảng bao nhiêu tác phẩm rồi? Bởi vì riêng trong trường quay ngày hôm nay đã thấy rất nhiều tác phẩm anh mang tới. Từ lúc sáng tác chắc em được tầm 35 hay là 36 bức gì đấy. Cũng đủ để triển lãm rồi đấy. Vâng, cũng... hai năm. Và thường là anh sẽ vẽ bằng chất liệu gì? Thường thì vẽ bằng sơn dầu trên nền vải toan ấy. Vải chuyên để vẽ tranh. Mình thì hơi tò mò một chút là cái chắc chắn là cái ước mơ hội họa ấy, hay là làm những cái việc liên quan đến mỹ thuật của anh Tuyển nó phải đến từ rất bé đúng không? À, vâng. Hay là mãi sau này? Trước thì nhà thì em nghèo thì nghĩa là không được đi học ấy, nhưng mà vẽ là thích từ nhỏ nhá, kiểu như cái lúc đi chăn trâu chăn bò ấy. Thế thì mình không làm sao được đi học thì mình vẽ kiểu gì?
thì lúc chăn trâu chăn bò là cứ lấy những cái que hay là những hòn phấn hòn phiếc hay là những mẫu sỏi gạch vụn rồi rồi vẽ linh tinh hết ạ, cứ chỗ nào trống là vẽ ở đâu có thể thành chỗ mình vẽ tranh được không em thật em anh Lê Anh ạ, em thấy trong các bức tranh của Tuyển đó có một cái chi tiết mà được lặp lại rất nhiều lần, đấy chính là cái bếp lửa ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đây này, đằng sau lưng Milan cũng có bếp lửa này. Anh Tuyển rất là ấn tượng và có rất nhiều cảm xúc với những bếp lửa như thế này. Vâng ạ. Thì em nghĩ là cái bếp lửa với lại nồi gang đấy thì em vẽ là chắc phải gần 30 bức. Phần lớn đó. Gần 30 bức vì mà đa số những bức em vẽ là cái góc bếp của nhà em luôn ạ, cái nồi cơm của nhà em luôn đấy ạ. Thực ra là xem tranh của Tuyển ấy là Len cũng nhớ lại những cái tứ thơ của Bằng Việt ấy. Dạ. Bếp lửa rồi đêm đông các thứ. Nó là một cái thứ rất là sưởi ấm tâm hồn chúng ta, nhưng mà cũng phải hỏi Tuyển là thật sự là bây giờ nhà Tuyển và nhà của những người họ hàng ấy nó còn bếp lửa này không? Có khi anh còn về tham quan ấy, bởi vì bây giờ những bếp lửa bây giờ mọi người dùng bếp ga, bếp điện hay là kể cả người ta có dùng những cái phương tiện khác rồi thì cái bếp này nó còn ở quê không? Nhiều không? Hiện tại thì vẫn còn đấy ạ. Hiện tại như nhà em thì sao? Nhà em vẫn còn cái này. Nhà em đa số là dùng bếp ga, bếp điện. Nhưng mà em vẫn để một cái gian bếp lửa để thỉnh thoảng em ngồi em ngắm rồi em lấy cảm xúc em vẽ. Chàng yêu quê thế. Chàng này thì có một cái niềm yêu thích với bếp lửa thì nên là để lại để có cảm xúc. Nhưng thực ra với tôi là phụ nữ nhá, tôi thấy là cái bếp lửa ấy nó sẽ có là một số món ăn truyền thống của Việt Nam đặc biệt ngon mà bếp ga bếp điện không thể nào làm được. Vâng, mùi dơ mùi dã gì vâng, em nghĩ thế. Nhưng đặc biệt các món kho thì em nghĩ là chắc chắn là bếp ga sẽ không ăn được bếp lửa. Nói một chút về những cảm xúc của mọi người khi mà đón nhận những bức tranh của anh đi. Mọi người cảm nhận như thế nào, chia sẻ cùng anh ra sao? Khi đăng trên các hội nhóm trên các nền tảng xã hội thì được ủng hộ nhiều lắm. Thì là gần đa số lời những lời khen tích cực ấy thì là nên đấy, quý vị thấy không, đáng yêu không? Ta đang giao lưu với một anh chàng, một nghệ sĩ nhưng mà đến từ miền quê rất chất phác. Và tôi quan sát thấy là Lan thấy đấy, hôm nay không có đun bếp lửa gì ở đây mà chán vã cả mồ hôi. Cũng là một trải nghiệm, anh ạ. Và chúng tôi thì rất là quý khách mời đến với Cà Phê Sáng. Tất cả mọi người ai cũng có thể đến đây để chia sẻ niềm đam mê của họ, cái sự say mê và đặc biệt là cái như anh ở đây là cái tình yêu với bếp lửa này, với cả những cái đề tài thôn quê. Cảm ơn anh đã đến, bởi vì chúng tôi cũng rất mong muốn khán giả trong những cái khoảnh khắc bận rộn của đời sống hàng ngày thì vẫn luôn luôn nhớ về những cái nếp nhà xưa và những cái giá trị của gốc gác của mình. Cảm ơn anh còn điều gì tâm huyết với khán giả không ạ? Còn gì ấp ủ không? Cứ thoải mái. Thoải mái. Vâng. Hãy có thể gửi gắm trong tranh nhé. Vâng, gì em gửi trong tranh đi thôi. Tác phẩm của người họa sĩ đã nói hết cho họ rồi ạ. Cảm ơn anh Tuyển đã đến với Cà Phê Sáng ngày hôm nay.